Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 năm 2022. Xin chào quý vị, tôi là Huyền My, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Đinh Mùi nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn và giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ hãy cùng theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Huyền My chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hồ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Tính cách của tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh Thiên Hà Thủy, cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác, nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ, nên nhiều khi họ phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Ngoài ra, tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc. Ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện, làm ăn, hợp tác cùng người khác. Địa chi của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 đó là Mùi gặp Dần, bình ổn trên nhiều phương diện. Còn thiên can của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 là Đinh Âm Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm này, các bác tuổi Đinh Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Đinh Mùi là tháng 5 âm lịch. Xem tử vi năm của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cho thấy tuổi hợp với mệnh chủ là tuổi Tân Hợi 1971, tuổi Quý Hợi 1983, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975 và tuổi Đinh Mão 1987. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Các bác trai tuổi Đinh Mùi trong thời gian này sẽ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiệt tụng. Khi bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền.
sao này thường vì tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Còn đối với các bác gái tuổi Đinh Mùi, trong thời gian này sẽ được sao Vân Hợn chiếu mệnh. Sao Vân Hợn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh họa huyết quang. Nam mệnh thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Ngoài ra, khi sao này chiếu mệnh, làm ăn mọi việc đều trung bình, khổng thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, gặp nhiều bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, việc tìm lành, tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết. Đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ nghênh sao giải hạn năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà và đặc biệt là mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Tân Sửu, tức tháng 1 âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 2 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Đinh Mùi. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác tuổi Đinh Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Huyền My xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong năm 2022, các bác tuổi Đinh Mùi thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Các bác dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Không những vậy, các bác lại không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Cho nên các bác luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó các bác nên hết sức thận trọng, cho dù mình có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Chính vì vậy, để cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2022, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng các bác vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho các bác những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của mình, nên các bác đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Các bác cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra, các bác đang làm công ăn lương trong thời điểm này cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu các bác làm đầu tư, kinh doanh thì các bác cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Còn với các bác đang làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, các bác thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Đặc biệt trong năm 2022, các bác tuổi Đinh Mùi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư của các bác được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi năm 2022 cho thấy, cảm xúc của các bác tuổi Đinh Mùi trong thời gian này lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Các bác đã lập gia đình, không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu. Điều này còn khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Các bác hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. May mắn trong thời gian này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên. Ngoài ra, trong năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với các bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tử vi năm 2022 khuyên các bác nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi các bác không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của các bác. Các bác cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, các bác cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Ngoài ra, các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng khị tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Đinh Mùi sinh năm 1967. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng Huyền My tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Đinh Mùi trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn nhé. Trong năm 2022, các bác trai và bác gái tuổi Đinh Mùi đều gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: ngũ mộ hạn xấu tồn tại, thiên tinh phải mắc dạ tài ngục hình. Tức là hạn này trùng với mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát, hao tài tốn của này khiến tinh thần của mệnh chủ luôn cảm thấy đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn rầu. Ngoài ra, khi gặp phải hạn này, chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả và kém chất lượng. Trên đây, Huyền My vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc và tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tường chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp,
tử vi của bản thân bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.